Cái kèo này hơi bị ngon nha. Em chắc chắn luôn. Đây, cái con B1 Gen 3 anh chị. Workstation nổi tiếng luôn, dòng B1 của ThinkPad anh chị. Cực kỳ trâu ha, và đặc biệt là mỏng nhẹ nha, cân nặng chỉ 1 kg mấy thôi. Đây, mỏng dính nè. Đó, em này chạy chip Xeon 10855M, RAM 16 GB, RAM thì mình úp thoải mái ha, RAM ổ cứng úp thoải mái cho em Cường. Cái card này nó mới quan trọng nè. Con này nó chạy con card là T2000 ha. Đó, con card T2000 này á thì anh chị làm đồ họa 2D, 3D, edit video thoải mái cho em Cường luôn. Nhưng mà quan trọng bây giờ em nó về một mức giá phải nói là không tưởng luôn. Chỉ có 17 củ chín thôi anh chị, 17 củ chín nha, không nghe nhầm đâu. Ngoại hình của những cái máy này là ở trong tình trạng 98-99%, thì tại vì nó sẽ không được như mới, nhưng các góc cạnh nè anh chị xem không cấn móp gì hết ha. Hàng của em Cường tuyển chọn nó gọi là cái hàng loại B của em rồi đó, không tì vết, nhưng mà em đánh giá nó là loại B thôi. Lý do là nó có vết xước, vết sờn à, theo năm tháng anh chị. Nhưng mà pin là 9X nha. Đó, pin là 90, 92, 95%, không con nào dưới hết. Đây anh chị xem nè, pin em đã chết rồi nè, pin 90% nè, sạc hai mấy lần ha. Chip Xeon nè, à, đầy đủ hết. Vân vân này là vân vân nhung nha, nó mạ nhung ở trên đây. Vỏ em này được cấu tạo từ ma dê và sợi carbon, thành thử nó nhẹ nhưng mà đảm bảo được cái sự vững chắc cho anh chị sử dụng. Với giá 17 của chính mà còn được em Cường giảm 500 trong cái mùa hè nữa, đến ngày 30 tháng 7 đó. Cái chương trình của em vẫn áp dụng đến 30 tháng 7 nha. Nếu mà anh chị nhanh tay á thì anh chị chọn con máy này chỉ có 17 tư thôi anh chị. Em nói cái deal này nè, anh chị kiếm cho em 1 năm nữa vẫn rất là khó để gặp nó, chứ không phải nha. Bởi vì em nói đừng bao giờ mà nghe lời người ta là hàng ngon là không có giá rẻ, cái đó là sai lầm rồi ha. Nếu mà nó không có giá rẻ mà hàng ngon á, thì làm sao những người đi buôn người ta kiếm được nhiều tiền, anh chị hiểu em không?